Đây, hôm nay mình sẽ nói chi tiết về cái bán phương lệnh, cái cách làm thì ở trên kênh có rồi nhá. Cách làm thì các bạn lên cái mục lên YouTube gõ là cách làm bán phương lệnh là TM, các bạn sẽ thấy. Còn hôm nay mình nói về cái sao đi chứ, cái sao trước nhá. Đây, các bạn có thể nhìn này. Đây là cái sự khác biệt giữa sao. Đây, cho thấp xuống tí. Đây, cho lên cao tí. Ok. Này, đầu tiên chúng ta nói về cái sao trước này, các bạn nhìn thấy là cái này là của Tuyết Nhi. Đây là Tuyết Nhi các bạn. Đây, Tuyết Nhi này. Đấy. Là cái của nó đang là 7 sao đúng không? 2 4 6 7 sao. Và cái của mình là 2 sao. Cái Bảo Châu nhá. Tất cả những cái Bảo Châu nó không phụ thuộc vào sao. Tách biệt, tách riêng nhá, bỏ sang bên này. Rồi. Cái dòng mở rộng này thì sao? Cái dòng mở rộng này nó có hai vế, một cái vế nó cũng không phụ thuộc vào cái sao, là ở cái chỗ là chỉ cần lên sáp là các bạn sẽ kích được ba dòng mở rộng này. Kể cả bạn là sáp huyết lệnh, bạn cũng được ba cái dòng này, vì bạn đóng bảo châu vào thì nó sẽ mở ra cho rộng cho các bạn cái đó. Đóng bảo châu vào mở, đóng bảo châu vào mở, và nó phun nó ba dòng. Còn khi cái bá vương lệnh nó khác cái sáp ở chỗ ấy, là nó có skin như thôi kìa. Đấy, cái skin này đây mình sẽ bật một cái đây, từ từ chấm chút xíu đây. Rồi. Cái khác biệt lớn nhất giữa sao ấy và sao ít và sao nhiều ấy, hiện tại ở bản tìm kiếm 2 này nó chỉ hơn mỗi cái máu kia thôi kìa. Các bạn thể thấy bên kia là 7k6, bên này là 2k2. Và gì ạ? Cứ lên sao nhiều thì cái dòng máu giới hạn máu kìa sẽ tăng theo theo các cấp sao. Và cái này ấy, ba cái dòng này ấy, bạn ở sáp sáp với lệnh ấy, bạn cũng có được ba cái dòng này nha. Nên không nhất thiết bạn phải lên bá vương lệnh đâu. Có điều kiện thì bạn lên từ từ cũng được, đừng có vội. Tại vì đây nó chạy theo xu thế. Với hai nữa là ở bên tìm kiếm hai này này, nó không có cái vũ cổ kỳ thuật. Cái vũ cổ kỳ thuật này một số anh em sẽ biết là khi nó phóng ra skill ấy thì nó biến cái mục tiêu thành con phiêu phiêu áp, và cái mục tiêu khi biến thành phiêu phiêu áp ấy sẽ không sử dụng được skill. Đấy, nhưng mà ở tìm kiếm hai này các bạn, cái này nó không có. Nó không giống như thế. Cho nên là tất cả các skin kia nó đều 30 giây kích hoạt một lần. Và cái điểm kia kìa, các bạn thể nhìn thấy là nó ở một mức nhất định rồi. Cái sự khác nhau khi mà có vũ cổ kỹ thuật ấy thì nó như thế này này. Tức là khi bạn sao càng nhiều ấy thì cái thời gian kích hoạt của vũ cổ kỹ thuật ấy nó càng nhỏ. Ví dụ như là 60 giây, xong 45 giây, 30 giây, xong là 45 giây, 40 giây, 30 giây, vân vân, nó hạ dần, hạ dần. Nhưng mà bên này nó không có nên cái đó nó không cần thiết nha các bạn nha. Nên bạn nào có sáp ấy các bạn cứ dùng thoải mái, không sao hết. Đây là cái sáp vừa nãy thằng kia nó post đây đó, các bạn nhìn này đó, nhìn nó khảm nốt vào cái Bảo Châu ấy kìa. Đấy, Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ, nó đang thiếu cái Huyền Vũ ấy kìa, thì nó sẽ kích được nốt cái dòng là Bảo Châu khảm 4 mở ấy. Thì nó cũng được y hệt, chẳng qua là cái sáp nó khác cái bán lại là không có skin thôi. Nhưng ở bên này nó không có vũ cổ kỹ thuật là biến thành phiêu lưu áp ấy, nên cái skill đấy ấy, nó cũng không được phải là bá đạo đâu. Các bạn nên để dành tiền để đầu tư vào cái yêu quyết 80 ấy. Cái mà các bạn để ý khi mình PK mà đam được 93k máu ấy, các bạn nên để tiền dành để đầu tư vào cái tu luyện này này, và cái yêu quyết 80. Cái thắng lợi sẽ dành cho bạn. Bạn tưởng tượng như này, khi bạn đam 93k máu nha, 93k mà đang trong cái trạng thái phong lôi vạn quân của đường môn ấy, bạn tưởng tượng một thằng đường môn nhá. Bật cái đó lên. Phong lôi vạn quân lên, nó bắn phát hình hình người bằng tu cao, mà bắn phát hình người bằng kia kìa. 93k nhân đôi. Thằng Tiêu Dao khi có X2 nó mới làm được cái đó, tất cả các phái kia, tất cả các phái khi có X2 nó mới làm được lên là 193 nhân 2 và 186k đúng không? Nhưng mà thằng
đường môn ấy nó chủ động trong cái đó, nên khi mà cái yêu quyết 80 này ra, cái thằng đường môn là thằng bá đạo nhất. Máu bây giờ là bao nhiêu? 600, hơn 600k. Các bạn nhìn này, hơn 600k rồi. Không còn cái dạng thuộc dạng hơn 480 mấy nghe dễ bắt nạt ngày xưa đâu nha. Nên như ông nào bây giờ vẫn kiên trì với đường môn, không bỏ đường môn, bây giờ mới phát huy đỉnh chóp này. Sự đấy, mà thằng tiêu dao nó vẫn phải phụ thuộc vào cái x2 trúng hoặc không trúng, mà thằng đường môn nó chủ động trong cái đó, lúc nào nó bộc nó khóa được ấy, nó mới bật phong lôi vạn quân và nó dã yêu quyết 80. Còn lúc nào đó mình sẽ nói về cái yêu quyết 80 sau, về cái độ trình tu hôm qua nói rồi đúng không, hôm trước nói về cái việc tu rồi đó. Nên là bạn nào mà sau khi mà công lực đan nó ra ấy, có công lực đan này, có yêu quyết 80 này, mà các ông không theo kịp tu ấy, lúc ông bị đam mà nó lên 93k x2 180 mấy k ấy, thì các ông cũng đừng có bất ngờ nha. Tại vì khi mà ông bảo lỗi game hay này kia là thằng khác nó cười như thối mũi ấy. Không phải lỗi đâu. Ok nha anh em ơi.